các bạn vui vẻ ở kênh Tâm Chè Vĩnh Long nha. Bữa nay lại là ăn gạo muối các bạn ơi, ăn gạo muối các bạn ơi. Bữa nay là tính mời anh Thánh ăn gạo muối, mà anh Thánh nói thôi có một con, có nửa con anh không đủ, anh đòi ăn nuôi nè các bạn. Đó, đồ nuôi thì Tâm Chè nấu sẵn một nồi nuôi rồi nè mọi người. Ồ, trong đây thịt bao la trong đây luôn á các bạn. Rồi ngồi dưới giấc thịt ra nha mọi người, dưới nuôi nha. Thôi cho anh ăn, rồi chia ra mấy tô đó, anh muốn ăn mấy tô đó anh ăn. Rồi giờ mình hấp gạo muối các bạn, bữa nay ăn món mới đi. Hấp gạo muối với cải này nè mọi người nha. Cho nửa gạo muối nè các bạn. Cái này mình ông Chè ăn à, ông Thánh cũng nói thôi ông không. À lúc gà nó có muối nè các bạn. Gà gạo muối rồi có muối nha mọi người. Cái bịch muối nha. Gà gạo muối là có bịch muối. Rồi mình ăn lạnh á. Bữa nay thì Chè ba không có để gà đông. Thành ra là thôi mình phải hấp mới ăn kịp mọi người ơi nha. Để đợi lại đi các bạn. Không, nãy giờ trời, nãy giờ hấp lửa nhỏ thôi nha các bạn hấp lửa lớn cái nó ấy nha các mọi người. Thôi gà ngon quá mọi người. Thôi mình để rau vô, cải quyền thổi của bà Chè đấy. Cải vô các bạn ơi. Trời, đi sướng nè. Khi chờ đợi gà nó chín nha các bạn, cái mình cũng giới thiệu với các bạn hai cây mai nha. Giá siêu rẻ mọi người. Đây cây số 1 đây, bữa nay ngày 5 tháng 5 á anh Tao. Rồi bữa nay ngày 5 tháng 5 các bạn ơi. Đây cây này đây các bạn, mua em này dáng chật này các bạn ơi. Ô em này cao khoảng 90 á các bạn. Thôi ôi nè, nè cũ nở nha mọi người. Này là đế dữ lắm. Đó là ông bảy ông chôn chôn dưới các bạn. Đó để cho nó đừng có mất sức cây á các bạn. Đây cũ nở đọt gió mọi người ơi. Đây để đo quần em cho mấy em coi cho các bạn coi nha. Của em nó nhiêu nha mọi người. Đây quần em đó nè. À 28 mọi người ơi. Quần em là 28 nha. Đây nè, quần eo là 28, rồi 28. Rồi cái này thì Tâm Chè bán cho các bạn giá 1 triệu thôi mọi người. Bao ship toàn quốc nha các bạn. Nha, bao ship bao sống này là sống chắc rồi mọi người. Ở tàn đẹp hết. Tàn đẹp hết sức không mọi người. Từ dưới trên đều rang luôn. Này hoành 28 mọi người ơi. Rồi cây này nè các bạn. Ồ, cây này chi đẹp quá mọi người. Trời, cây này chắc người ta cũng có sửa rồi gì mà chi quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Nha. Cây này á thì là chiều cao của em nó cũng 90 các bạn. Chi quá trời đẹp luôn các bạn. Cái này là củ nở nghe mọi người. Đó hay. Bạn thấy không? Đây coi quần eo của em nó nhiêu đây nghe mọi người. À cũng 28 luôn các bạn ơi. Rồi cây này thì Tâm Chè cũng bán cho các bạn với giá 1 triệu thôi luôn các bạn. À, quay cho xa xa cho bà con coi em hết cây rồi. Đó. Rồi Tâm Chè chỉ bán vậy thôi các bạn ơi. Rồi bạn nào không có muốn giao lưu số lượng lớn thì Tâm Chè còn rất là nhiều phía sau kìa mọi người. Lại với ở bên vườn nữa, ở bên Cần Thơ nữa. Lại ở còn ở dưới chợ Vĩnh Long còn nguyên một cái tiệm mai của ông bảy dưới nữa các bạn. Tâm Chè bán giùm nha mọi người. Đó các bạn cứ ủng hộ đi nha. Tâm Chè bán rẻ lắm mọi người. Đó, rồi vậy vô chuyên môn các bạn ơi. À, rửa tay cái rồi. Trời ơi gà nó chín chưa? Ồ. Chưa các bạn ơi. Đây xong các bạn ơi. Chín rồi mọi người ơi. Một thời gian đã chín rồi. Ông Tạo ăn gạo muối không Tạo? Đâu đủ không phải không? Ông ẩm có một nồi rồi các bạn. Thôi giờ của anh ăn đi, em ăn, bên đây em ăn gạo muối mà. Các bạn ơi, mình có nhiêu đây các bạn ơi. Thôi đất ơi, một đống vậy đã các bạn. Làm hết luôn các bạn. Một mâm. Rồi, một mâm. Ăn đây các bạn ơi. Rồi, dạ luôn các bạn ơi. Thôi đất ơi, của anh tàu nhiêu dữ ra tàu ơi. Mà Chè, mà làm ký nuôi luôn các bạn. Quá trời quá đất trời. Thôi rau anh ăn nhiêu ăn đi, nay em tính lấy con gà hai anh em ăn mà ổng nói ổng bên ổng không ăn gạo muối các bạn. Thôi để đây đi nghe mọi người nha. Vô bạn ơi, vô bạn ơi. Thôi bữa nay thì Chè thì xử mình luôn. Mời tất cả mọi người nha. Cho ông Thánh ông làm gì ông làm đi. Nãy giờ đây tự mình đem nếm luôn mọi người. Hôm nay không có cần phải Chè. Mời mọi người nha. Ngon quá các bạn. Cái gì làm sao hết luôn hả anh Tạo? Hết luôn rồi bạn ơi. Mà bạn ơi mình có bằng cái nồi lẩu rồi bạn ơi. Cái nồi lẩu 4 người quá bạn ơi. Làm gì đó làm đi. Thôi mình ăn mấy bạn. Mời bạn cùng ăn với mình nè. Rồi giết các bạn ơi.
Rồi gạo muối các bạn ơi. Mới đó. Đã. Nửa con đó, nội ô thành phố Vĩnh Long là 160.000 các bạn. Ngoại ô 190.000. Đã. Mọi người cái đùi. Mời mọi người nha, đùi mới đã. Ngon lắm thật. Thơm lắm. Không gầy, không có ăn. Cái này nó ngọt. Ngon quá. Trời ơi. Mời mọi người nha. Nay em chơi nguyên chảo luôn anh ta. Nguyên chảo luôn mà. Em chơi nguyên chảo anh này nguyên nồi hả? Nguyên nồi. Ngon quá mọi người. Lâu hết sức mới ăn, bữa nay tự nhiên thèm. Mà anh Tàu anh không ăn. Ngon rồi các bạn ơi. Tôm khô, mực. Ngon. Tôm khô, mực mà nhóc chân lại. Thì em mới nói một nồi đó. Quá mặn. Này người ta cho muối các bạn. Nhưng mà tôm chè muối này để chơi thôi. Chứ không ăn chấm. Mặn quá. Không thích ăn muối mọi người ơi. Ngon quá. Thật cũng nó ăn hơn. Với còn thịt nữa mà. À bữa nay nó gắn cái mít mà quên các bạn ơi. Mong các bạn thông cảm nha. Mai mốt đi, chờ gắn mít. Hay gắn mít vô các bạn, lâu lắm. Thôi nữa đây. Ngon quá. Lâu hết sức mới ăn nha mọi người. Chè giao ship trong nội ô thành phố Vĩnh Long á. Thì 160.000. Con cũng giao các bạn. Bạn nào lại tới nhà thì nửa con cũng bán. Rồi là số điện thoại á là tấm chè để trên màn hình đó các bạn. 0986 50 48 50. Đó là số Zalo các bạn ơi. Rồi ngoài tỉnh á thì tấm chè bán là 190.000 con. Hai con thì bao ship nha mọi người. Nè các bạn xem nè. Dạ, đã, dai, giòn. Thơm lắm mọi người ơi. Anh Tàu không nói chưa anh Tàu? Thơm nói rồi nữa, thơm lắm. Một thao nói gì nữa hả? Ăn hết này mới nói. Biết gà ướp nguyên liệu mà sao mà ngon quá. Gà thích lắm các bạn. Ăn rất là ngon. Khi nào rảnh mình bán trên TikTok trực tiếp nha các bạn. Các bạn có mua gạo muối á, làm ơn là nạp tiền chi trước giùm tâm chè nghe mọi người. Bây giờ các bạn biết sao không, nếu mình không nạp tiền trước á là gửi cho các bạn quan quăng lựu đạn rồi xong quăng bơm hàng cái là rồi quay về là hàng hư luôn mọi người. Biển qua vậy là Hồ Chí Minh vậy gửi lên rồi nó em đi Singapore chịu nổi không. Ủa? Vậy thì mít lòng trước được làm sao các bạn, nạp tiền trước tâm trẻ gửi, không nạp tâm trẻ mới gửi nghe các bạn. Đó có gì chúng ta không dám rồi nó nổ ngóng đi các bạn. Ừ. Bà chè phái cánh lắm không? À, để cho bà chè nha. Bà phái cánh. Đó. Ăn miếng gạo. Ngon gạo ngon quá. Gạo quá ngon các bạn. Mời mọi người nha. Ừ.
hồi tôi mời mọi người cùng có thao không quá. Mời mọi người nha. Đó mọi người ơi, qua anh Tạo đi xe đét giao hàng mọi người. Có chè ăn mình một mình nữa, con cá chê dừa hết trơn luôn. Đi làm mà bạn ơi, cá chê dừa đó bà chè mua mối trên Đồng Tháp đó các bạn. Bằng chảo gầu vừa hết bớt nước bạn ơi, chảo gầu luôn. Quá quá trời. Ông làm giận ớt chứ ông Thánh. Làm cho tôi lại bằng cắt nước. Cắt ngon lắm bạn ơi. Mình để làm nước sốt là vừa ăn á. Mình hỏi nêm nếm luôn. Tôi nghe bà chè bà nấu cho ông ăn một ký nuôi. Biết ông thích ăn nuôi. Chè cũ ông ăn gà nhưng mà bà chè bà. Mới bạn coi à. Nấu cho ông ký nuôi. Cơm khô, mực. Phát trời đã là thịt nữa mà. Ăn vui rồi cũng còn nữa. Còn quá mọi người. Hôm nay không xin gà luôn hết. Nửa con này của ông không? Thôi. Ăn có nồi lẩu rồi. Quá cản. Trời ơi. À, bà chè bà khoái hai cái này chỗ này nè. Đó, để cho bà luôn. Để bà chỗ này nè. Chè ăn nhiều cho đủ. Chè bà khoái cái cánh là gì chỗ đó đó các bạn. Dài, thơm, ngọt. Rất ngon nha mọi người. Bạn thấy thật không? Sắp chè là ăn nhiệt tình lắm. Ngon. Nửa con. Đã thiệt. Thơm. Ôi quá đà. Nó giao nè các bạn, bằng cho nó hết luôn. Bằng cho nó hết luôn các bạn ơi. À, ngon quá. Mời mọi người nha. Đây gạo muối cho các bạn vừa ăn. Mình ra tầm chè không có chen, không có chấm như mọi người. Ngon. Coi anh Tạo. Dạ không bạn. Sắp sửa rồi. Tạo này đùa quá. Đó thiệt. Thôi làm cho hết luôn. Ông Tạo không làm không? Làm cho hết luôn à. Chưa anh Tạo hết hả?
bên tác luôn. Chè làm cho hết luôn mọi người. Bên ăn chảo, bên ăn nồi. Không mọi người ơi, tạm xong luôn rồi. Các bạn biết sao? Ngọt quá, bỏ uống, vừa ăn. Thôi vậy là bữa trưa, một buổi trưa no nê rồi mọi người. À, các bạn có thương Tâm Chè với anh Thánh ăn cá thào thì ủng hộ giùm May nha các bạn. Đó, mỗi cây 1 triệu các bạn. Đây, bữa nay ngày 5 tháng 5. Nè mọi người, hai cây nào cũng 1 triệu hết trên mọi người. Nghe bao ship toàn quốc luôn nha các bạn. Đó, Tâm Chè giờ Thánh ăn cá thào xin chào tạm biệt các bạn nha.